Xin chào mọi người, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà chúng ta sẽ tải Zoom và cách chúng ta đăng nhập vào Zoom để chúng ta có thể tham gia những cái buổi huấn luyện đào tạo trong hệ thống S69. Thì đầu tiên chúng ta cần phải tải cái Zoom về máy. Thì tôi sẽ demo cho mọi người trên cái thiết bị điện thoại Samsung của tôi. Ngoài ra các bạn vẫn có thể dùng trên laptop hoặc là cái máy tính bàn. Thì đầu tiên là chúng ta cần phải tải về máy cái ứng dụng Zoom ha. Thì với điện thoại Samsung hoặc là điện thoại dùng cái Android thì chúng ta sẽ dùng vào cái Play Store để chúng ta tải về. Với những điện thoại iPhone thì các bạn cần vào cái App Store để chúng ta tải về ha. Rồi, thì trên giao diện này thì các bạn sẽ đánh cái chữ Zoom ha, Z-O-O, hai chữ O ha, M. Rồi, thì cái ứng dụng Zoom thì nó có cái biểu tượng là cái máy quay phim màu xanh ha, thì các bạn sẽ nhấp vào đây. Rồi, bởi vì tôi đã tải về rồi cho nên nó sẽ hiện cái cửa sổ này, còn nếu mà chưa tải thì ở đây cái ô này nó sẽ hiện là cài đặt hoặc là tải về. Rồi, thì khi mà tải xong rồi các bạn sẽ nhấn mở ra ha. Rồi, khi mở ra thì đầu tiên nó sẽ xuất hiện cái màn hình này. Nó xuất hiện cái màn hình này ha. Thì các bạn phải bấm vào đây để chúng ta tham gia. Rồi. Khi bấm vào rồi thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ xuất hiện ra cái màn hình này, tức là nó yêu cầu mình sẽ nhập vào cái mã. Thì thường với cái đội Cyberin Auto của tôi, tức là tôi và Anna thì là trước khi cái Zoom của hệ thống thông báo thì là chúng tôi đều có một cái đều được nhận thông báo một cái mã số để chúng ta vào trong cái buổi Zoom đó. Ví dụ đi. Ví dụ chúng tôi là luôn luôn là nhận được một cái mã, ví dụ đây đây. Và chúng tôi sẽ copy. Tôi sẽ copy cái mã này. Và tôi sẽ dán vào trong cái Zoom. Đó. Tôi sẽ dán vào trong đây. Đây, tôi sẽ dán vào. Rồi. Rồi, nó sẽ hiện ra là cái tên của cái buổi đào tạo này. Rồi các bạn, sau đó các bạn nhấn Join Meeting ha, tức là chúng ta tham gia vào. Rồi. Đây là có một cái buổi đào tạo thực sự. Thì các bạn sẽ thấy là khi mà nhấp đúng vào cái mã số thì cái ứng dụng nó sẽ dẫn chúng ta tới ngay cái buổi đào tạo này. Thì với những cái người mà mới vào á, thì các bạn có thể nhờ những cái người hướng dẫn của mình. Đó. Thì ở đây là cái giao diện tiếp theo. Thì cái giao diện này là cho phép chúng ta là có thể là một là mình sẽ tham gia buổi đào tạo này có video của mặt mình ha, có video của mình để mình thấy người ta và người ta cũng thấy mình, hoặc là chúng ta có thể chọn là chúng ta sẽ tham gia nhưng mà không có quay cái mặt của mình ha. Rồi các bạn lưu ý là sử dụng cái camera selfie nha. Rồi tôi bấm vào đây. Rồi. Thì ứng dụng sẽ dắt cho chúng ta vào trong cái hệ thống đào tạo. Đó. Ở đây là thông báo là cái buổi đào tạo này đang được ghi hình lại ha. Rồi. Ở đây là đang có một cái người đang chia sẻ trên cái Zoom cái buổi đào tạo này. Thì các bạn có thể chọn Call via audio, tức là mình sẽ nghe cái tiếng trong cái máy thiết bị của mình. Đây. Đó, thì khi mà nhấp vào thì mình sẽ nghe được cái tiếng của cái người đang chia sẻ ha. Các bạn có thể vuốt qua bằng cái hướng bên này thì các bạn sẽ thấy được. Đó, các bạn sẽ thấy được rất là nhiều người ha, rất là nhiều người đang tham gia ha. Các bạn cứ vuốt. Các bạn cứ vuốt ha. Các bạn cứ vuốt ha. Đó. Cứ vuốt vào bên trái, vuốt bên phải là các bạn sẽ thấy là bao nhiêu người họ đang vào trong cái Zoom này. Rồi khi mà các bạn muốn tắt tiếng ha. Xin lỗi, khi mà các bạn muốn gọi là phát biểu á thì các bạn nhấn vào đây. Thì là cái âm thanh của các bạn sẽ vào trong cái buổi đào tạo đó. Tuy nhiên chúng ta nên chờ. Chúng ta nên chờ, nếu mà cái người mà đang dẫn dắt cái buổi đào tạo đó cho phép chúng ta nói thì chúng ta hãy
bật cái lúc đó phải nói. Rồi. Ở đây là sẽ có thông báo là bao nhiêu người đang tham gia ha. À, các bạn sẽ vào đây là các bạn sẽ thấy là có rất nhiều người tham gia ha. Ở đây là bạn, cái người đầu tiên sẽ là bạn. Đó, tiếp theo là cái người mà đang đang hosting, tức là cái người mà đang dẫn dắt cái buổi này. Thì thông thường là của anh Trương Huy Cường ha. À. Rồi. Rồi. Ngoài ra khi mà bạn muốn tắt cái video của mình thì các bạn nhấn vào đây ha. Rồi. Rồi nếu mà bạn muốn thoát ra thì hãy nhấn vào chữ này, chữ đi. Rồi. Ngoài ra mình cũng còn có một số cái tùy chọn khác. À, ví dụ như là chúng ta muốn phát biểu thì chúng ta sẽ nhấn vào đây. À, chúng ta muốn ngắt kết nối cái tiếng thì nhấn vào đây. À, vỗ tay ha, muốn like. Rồi không hiển ở đây là không hiển thị những video của những cái người tham gia. À, và cái này là chúng ta sẽ thể hiện cái tên của mình khi mà cái có một cái người nào đó vào. À, họ sẽ tên của mình ha. Rồi. Rồi các bạn thấy là cái buổi những buổi tham gia đào tạo Zoom nó rất là thú vị và tuyệt vời. Thì ở trong những buổi đào tạo này thì thường là không chỉ có người chia sẻ mà sẽ có rất là nhiều người được chia sẻ. Đó. Thì mình sẽ tuân theo những cái hiệu lệnh, những cái điều hướng của cái người hướng dẫn. Thì đây là thì cái anh hồi nãy là anh Trương Huy Cường nha. Anh Trương Huy Cường thì anh đang đây, anh Trương Huy Cường. À, anh Trương Huy Cường ảnh đang gọi là dẫn dắt, ảnh đang điều phối cái buổi họp này. À, thì thường là ảnh sẽ trao đổi rất là nhiều và cũng cần những cái người mà tham gia đào tạo, họ sẽ có những cái ý kiến. Ok, thì chương trình chia sẻ đến đây là kết thúc ha. Xin chào và hẹn gặp lại.